Chào các bạn, tôi là Hán Quang Dự và bây giờ là 0 giờ 0 phút của ngày 28 Tết, tức là chỉ còn 2 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm mới. Và tôi biết rằng có rất nhiều bạn hiện tại chưa thể về đoàn tụ bên gia đình và mùa xuân này cũng có rất nhiều bạn không thể về ăn Tết. Và mỗi bạn sẽ có những nỗi niềm riêng. Tôi xin phép được dùng một bài sáo để chia sẻ những nỗi niềm, những cảm xúc đó đối với các bạn. Đó là bài sáo mang tên Xuân này con không về. Mời các bạn cùng lắng nghe.